Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm món bánh khoai mỡ chiên. Để làm cái món này thì mình đã chuẩn bị đây là củ khoai mỡ. Củ khoai mỡ này là nặng 300g đó các bạn. Nhưng mà khi sử dụng thì mình sẽ sử dụng 200g thôi. Mình đã rửa, mình mua về mình rửa sạch cho nó sạch cái đất á. Còn đây là đường. Đường thì mình dùng 50g. Và 50g bột mì. 30g bột năng. Và đây là hạt mè trắng nha. Hạt mè trắng mình sử dụng khoảng 30g. Và đây là sữa tươi có đường. Sữa tươi có đường thì mình dùng 30ml. Và đây là phô mai con bò cười. Phô mai con bò cười mình dùng một viên như vậy nè. Viên hình tam giác vậy nè các bạn. Cái món này thì cũng được rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm. Cho nên hôm nay mình quyết định là sẽ quay một video cho các bạn cùng xem. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên là mình sẽ gọt củ khoai mỡ này ra. Mình gọt bỏ cái vỏ đi. Mình đã cắt nó ra rồi nè. Các bạn thấy bên trong của cái củ khoai mỡ này nó có cái màu tím nè. Khoai này thì nó có hai loại nha các bạn. Một loại là nó có màu tím như vậy, còn một loại là nó có cái màu trắng trắng mà có pha thêm một chút tím tím nữa. Nhưng mà màu trắng nó nhiều hơn. Nhưng mà mình làm cái bánh khoai mỡ thì mình nên chọn cái loại khoai mỡ màu tím như vậy nè. Mình làm ra cái bánh nhìn nó sẽ đẹp hơn. Tiếp theo là mình sẽ đổ vô nửa lít nước để mình luộc cho nó chín. Củ khoai của mình đã chín rồi các bạn. Để biết cái củ khoai đã chín chưa thì mình sẽ dùng một chiếc đũa nè, mình sọt vô trong cái củ khoai. Nếu mà mình xiên qua nhẹ nhàng như vậy thì củ khoai đã chín rồi. Bây giờ mình vớ ra ngoài mình để vô cái tô luôn. Khi mà mình đã vớt cái củ khoai ra ngoài tô rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái thìa này mình sẽ nghiền cho nó nhuyễn ra. Mình nghiền lúc còn nóng như vậy nè, nó mới dễ nghiền. Nghiền cho khoai nhuyễn ra đây. Tiếp theo là mình sẽ xay đường. Mình lấy 50g đường này mình đem đi xay cho nó thành đường bột đó các bạn, cho nó thật là nhuyễn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu cho đường vô. Đây là đường mà mình đã xay ra đây. Tiếp theo là mình sẽ cho bột mì vô. Và bột năng. Giờ mình sẽ cho phô mai vô luôn. Và bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Tiếp theo là mình sẽ cho sữa vô. Mình cho từ từ rồi mình trộn. Và bây giờ mình sẽ trộn và nhồi cho cái phần bột này thật là mịn. Nhồi cho đến khi nào thấy cục bột của mình không còn dính tay nữa. Trong lúc nhồi thì nếu mà các bạn thấy cái cục bột của mình nó hơi nhão thì các bạn có thể cho thêm một ít bột mì vào. Và mình cứ nhồi cho đến khi nào mà không có dính tay nữa nhé. Đây, cục bột của mình rất là mịn luôn. Đây, không hề dính tay nhé. Các bạn nhớ là mình nhồi bột trong vòng 10 đến 15 phút để cho bột thật là mịn. Lúc nhồi thì mình sẽ dùng cái cổ tay nè, mình cứ miết mạnh cục bột như vậy nè. Nếu mà ở nhà các bạn có cái máy á, các bạn cũng có thể để vô cái máy xay. Mình xay, mình dùng cái máy mình đánh bột để cho nó mịn cũng được nữa. Mình sẽ cho một ít bột mì ra ngoài cái bàn. Trước khi mình cán bột thì các bạn nhớ là mình phải lau cái bàn cho sạch nha. Mình sẽ để cục bột lên. Mình sẽ dùng một cái ly có mặt phẳng như vậy nè để mình cán bột. Đây là cái dụng cụ cán bột thường ngày của mình đấy. Mình không có cái cây cán bột. Ở nhà bạn nào mà không có cây cán bột, các bạn cũng có thể dùng cái ly giống như mình vậy nè. Giờ mình sẽ cán cho bột thật là hơi mỏng ra một chút xíu. Ở đây thì mình sẽ có cái khuôn để mình tạo hình đó, cho nên mình sẽ cán bột ra như vậy. Bột xong rồi, ở đây mình có chuẩn bị một cái dĩa, sau đó mình sẽ rắc lên một ít bột mì. Để khi mình lấy bột á, mình để lên đây nè, nó sẽ không có bị dính. Ở đây mình có cái khuôn hình cái bông nè, giờ mình sẽ để vô. Mình chặn xuống. Giờ mình chỉ việc lấy cái bông lên thôi. Như vậy là mình đã được một cái hình cái bông rồi. Bây giờ mình để qua dĩa nè. Ở đây mình cũng có cái hình ngôi sao nữa nè. Bây giờ mình sẽ chặn cái hình ngôi sao
Những cái khuôn này thì các bạn có thể tìm mua ở những cái chỗ mà người ta bán đồ mà để làm bánh á, hoặc là những cái tiệm tạp hóa mà người ta bán đồ inox nữa. Thế mình được một cái hình ngôi sao nữa rồi nè. Rồi tiếp theo là mình sẽ làm cái hình tròn, rất là dễ dàng luôn để tạo hình. Rồi tiếp theo là mình sẽ làm cho đến khi nào hết bột. Bột còn dư này thì mình sẽ nhồi tiếp và mình cán ra, sau đó mình sẽ tạo hình tiếp tục đến khi nào mà hết bột thì thôi. Vậy là mình đã cán xong rồi và mình đã tạo hình xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ lấy một ít mè trắng nè, mình sẽ rắc lên. Mấy cái bên đây thì mình sẽ rắc mè, còn mấy cái bên đây mình không có rắc mè. Rắc mè lên xong rồi, các bạn nhớ mình rắc mè xong rồi, các bạn nhớ ép cái gì là cho hạt mè nó dính sát vô trong miếng bột nha. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi chiên. Đã bắt lên bếp một cái chảo, tiếp theo là mình sẽ đổ dầu ăn vô và mình sẽ đun cho dầu sôi lên, sau đó mình sẽ bỏ bánh vô chiên. Dầu đã nóng lên rồi, bây giờ mình sẽ bỏ bánh vô chiên. Mình sẽ bỏ cái phần không có mè vô trước. Chiên thì mình sẽ chiên với lửa vừa thôi, các bạn đừng chiên với lửa lớn quá nha. Bây giờ mình sẽ trở thôi. Cái này nó vàng rồi, bây giờ mình sẽ vớt ra và để vô cái rây cho nó rõ dầu. Wow, các bạn thấy cái này nó phì ra nè. Cái này nó vàng rồi, bây giờ mình cũng vớt nó ra luôn. Các bạn chiên cứ trở qua trở lại cho nó vàng đều hai mặt rồi mình sẽ gấp ra. Ôi, cái bông này nó phì lên bự ghê luôn nè. Tiếp theo là mình sẽ chiên những cái có mè. Rồi cái phần này mình cũng chiên cho hai mặt hơi vàng rồi mình cũng rớt ra luôn. Các bạn chiên bằng cái chảo lớn như vậy nè, khi mà mỗi lần chiên mình sẽ chiên được rất là nhiều. Tại cái bánh của mình nó cũng dẹp dẹp á, cho nên khi mà các bạn chiên cũng không có tốn dầu nhiều quá. Mình chiên cho nó vừa ngập dầu vừa ngập qua khỏi cái bánh là được rồi. Nếu mà các bạn muốn tiết kiệm dầu thì các bạn có thể chiên bằng cái nồi á. Cái nồi nó nhỏ nhưng mà khi mình chế dầu vô thì nó sẽ tiết kiệm hơn là bằng cái chảo. Các bạn thấy cái này nó phì ra nè, nhìn rất là dễ thương luôn á. Nhìn giống như là con sao biển vậy. Đây, cái bánh của mình nó đã vàng rồi, mình vớt ra. Các bạn canh cho cái bánh nó, cái độ vàng nó vừa tới thôi nha, đừng có vàng quá nha. Hình ngôi sao này mình thích nhất là cái hình ngôi sao này. Mình đã để bánh ra ngoài cái rây cho nó rõ dầu nè các bạn. Rồi như vậy là mình đã làm xong cái món bánh khoai mỡ chiên rồi. Cái món này thì mình sẽ ăn với lại tương ớt nha. Nếu mà các bạn không ăn với tương thì các bạn có thể ăn không luôn cũng được. Đây là hình bông hoa nè, hình ngôi sao và hình tròn nữa. Mình có 3 kiểu hình. Rồi bây giờ để mình ăn thử nha. Mình thích cái ngôi sao, mình sẽ ăn cái hình ngôi sao trước. Ăn hình ngôi sao có mè. Đây, nhìn nó rất là dễ thương. Thơm quá à. Có mè vô nó béo béo mà nó bùi bùi nữa. Cái bánh này thì nó dẻo dẻo, dai dai, có cái vị ngọt hơi nhẹ nhẹ. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử một cái không có mè nha. Mình ăn hình tròn đi. Đây cái hình tròn nè. Nếu mà các bạn muốn tạo hình tròn nhưng mà không có cái khuôn á, các bạn có thể dùng cái ly á các bạn. Mình có thể dùng nó làm cái khuôn. Rồi bây giờ mình ăn cái này và mình sẽ chấm vô tương thử nha. Ở đây mình có 3 loại tương nè. Tương ớt đỏ, tương ớt xanh và maizune. Không biết ăn với tương thì nó sẽ như thế nào ha. Thơm quá. Nó dẻo mà nó dai ghê luôn á. Mình chấm với cái tương này các bạn, nó có cái vị cái cây cũng rất là ngon. Chấm với tương ngon lắm á, ăn không cũng ngon luôn. Các bạn thích ăn như thế nào thì các bạn ăn như thế đó nhé. Này cái bông này nó phì ra nè, các bạn thấy không, nó rất là to luôn á.
Bánh này công nhận luôn, nó dai dai mà nó dẻo dẻo. Mà mình làm cái bánh này nè các bạn, nó cũng rất là rẻ nữa. Cái củ khoai hồi nãy mình mua chỉ có 6.000 thôi, nhưng mà mình chỉ sử dụng có nửa củ thôi. Thì tính ra cái bánh món bánh mà sau khi mà mình làm xong chắc khoảng 10.000 hả các bạn. Rất là rẻ luôn á. Và các bạn ơi, video làm món bánh khoai mỡ chiên của mình đến đây là hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ngon miệng. Các bạn mà có yêu thích cái món ăn của mình thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!